Rồi, hello cả nhà nha. Thuận đã có mặt ở số 7 đường Chu Mạnh Trinh. Ở đây là phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức cả nhà. Phường Bình Thọ ha cả nhà ha. Thì Thuận thấy có một cái quán bánh ướt, bánh cuốn, bánh ướt ha cả nhà. Thấy cô này đang đổ bánh rất là nhiều luôn cả nhà. Buổi sáng bây giờ là khoảng 7 giờ ha cả nhà. Đó, cô có tới ba cái nồi hấp bánh rất là đẹp luôn cả nhà ha. Thì bữa nay Thuận cũng sẽ ăn để review cũng như là trò chuyện với cô xem là quán của mình bán những cái phần bánh ướt như thế nào, bánh ướt với lại bánh cuốn nữa cả nhà. Thấy cô đang cuốn rất là nhiều luôn, với lại cái lượng khách mua về, khách mang về cũng rất là đông ha cả nhà. Ngoài cái chỗ ngồi tại chỗ thì có cái lượng khách mang về cũng rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ cùng trò chuyện với cô chút xíu ha cả nhà. Đó thì cô đang rất là bận ha cả nhà, thấy cô đang làm rất là nhanh luôn. Thì cô để một phần mình sẽ bán là giá như thế nào cô? Dạ. 25-20 thì có hết. À, tức là từ 25 cho tới 30. À, bình thường là 30.000. Chút thì mình sẽ coi cái menu của quán ha, để mình biết rõ cái giá cả để đưa tới mọi người. Đó là bánh cuốn, bánh chả 30k ha, bánh chả nem 32k đó. Ba cuốn không giá lấy đâu thơm, nó không thay đâu chị đấy. Có cả nhà coi cô làm rất là nhanh luôn cả nhà ơi. Tại vì nãy giờ là khách đứng sau lưng của Thuận rất là đông luôn. Đó, kiểu là khách đứng sau. Đó. Cái không gian quán của cô rất là rộng và đẹp. Phía sau này ha, cả nhà có thể ngồi ăn sáng ở đây rất là tốt luôn. Đây là bánh đấy. Mấy hộp hả chị ơi? Cho mình quay cận lại xíu rồi cảnh cô làm cho cả nhà xem. Bình thường là một cuốn hả con? Đây mình bán một hộp 4 cuốn. À, một hộp mà 4. Có thể ăn 3 cuốn hoặc 2 cuốn cũng được. À. À, thêm một cuốn cho anh đi con. Vậy là bình thường là tới 4 cuốn hả con? Nếu mà không nói. Đĩa là 4 cuốn nhưng mà mình có thể xé lẻ cái đĩa ra được. Vâng. Đây là bán theo cái bụng của khách. Dạ. Lấy chả chiên nhá. Lên hồ cho chị đi. Đây là nhân như Thuận thấy là có hành này ha, mình nhìn thấy có hành, có nấm này,
có thịt với lại có. Sao mà tự nhiên này có cái làm này để cho em nó đổ. Dạ dạ ok. Có ghế đâu không? Không sao không sao, em quay cô làm. Có củ sắn đó cả nhà. Có củ sắn không cô, trong nhân của mình á? Hơi nóng rồi cả nhà, hơi nóng một xíu. Nóng dạ dạ. Đó, có bánh trứng nha cả nhà. Bánh cuốn trứng. Bánh cuốn trứng mình có thêm không con? Bánh cuốn trứng là bao nhiêu con? Không, bánh cuốn trứng cũng vậy thôi. Cũng vậy luôn. Đi theo ông con, đi theo mình ăn cái gì thôi. Dạ. Bánh vậy là cũng nói chung là trung bình một đĩa 30. Đầy đủ 32, bình thường 30. Dạ. Đây là quán có tên là quán ổ Tây ha cả nhà. Làm đúng như bánh cuốn ngoài Hà Nội hả cô hả? Ổ Tây là ở Hà Nội. Mình sẽ vào quay cái quầy trà để cho cả nhà cùng xem ha. Thì thấy như là cô sẽ có chả chiên, chả luộc. Dạ. 11 ký là cả hai loại hay là? Mấy cái chả này là hai bánh nước, một bánh cuốn em và một hộp bánh cuốn. À, rồi. Sao giá đầy đủ hết em? Nước dạ. Đó, đây là cái quầy để nước chấm của cô này, nước mắm này ha cả nhà. Nhìn rất sạch sẽ luôn. Đầy đủ không vậy em? Đầy đủ. Đây cái dĩa này mấy cuốn đấy chị? Dạ 6 cuốn. 6 cuốn à, là khách yêu cầu anh như vậy. Dạ. 6 cuốn thì mình tính nhiêu? Dạ 6 cuốn mà không nem á, một cái chả hộp. Không nem chỉ có hai loại chả. Người ta ăn theo cái bụng, một dạ. Cuốn. Ăn theo cái bụng chứ không phải là bán cái. Nhưng mà mình. Bình thường 4 cuốn, người ta ăn 6 cuốn, 8 cuốn tùy theo thì. Mình... Nhưng. Dạ. Hai hộp bánh nước này một hộp không hành chi đúng không em? À cô không nên đầy đủ không hành không nên một hộp bánh cuốn đầy đủ hai hộp bánh cuốn bình thường mà một hộp không nên không hành không nên là hai cuốn cô lấy cho quế nha không hành chi không lấy bình thường đấy mấy cây hết được không cái này là 3 hộp nè hai hộp 3 cuốn để cho chị gái ở bên ngoài để bịch riêng á. Hai hộp 3 cuốn bình thường để cho mình. Ngoài 2 cuốn hả? 2 cuốn nem để quế.
quế nè. Sao thơm mà con? Cái dĩa sao thơm không có tao thơm à? Cục cái hồng đôi giá. Đâu, không giá, không giữ sao thơm thôi. Đang vào giờ cao điểm buổi sáng ở nhà. Cô rất là bận cho nên mình cũng không có tiện hỏi cô chuyện nhiều. Những cái phần chả đó là bên mình sản xuất hay như thế nào cô? Không. À, mình lấy đúng không? Dạ, mình lấy tầm 30 năm rồi. Dạ, cái mối mà xưa nay là ha. Cô làm tốc độ. Rất là nóng nha. Làm con hai hộp mang về nha, hai hộp bánh cuốn.
rồi mình sẽ lấy hai phần bánh cuốn về mình ăn. Ở đây cô bán buổi sáng hay là buổi chiều có bán không cô? Không, mình bán buổi sáng từ 5 rưỡi đến 11 giờ. Dạ. 5 rưỡi tới 11 giờ trưa thôi nha cả nhà. Món này thì đa số mọi người sẽ ăn buổi sáng. Khu vực này là khu vực văn phòng đó, cho nên là bán cho các anh chị đi làm ở khu vực gần đây ăn buổi sáng ha. Anh ngoài chăm gì đấy? Rồi bây giờ thì mình sẽ về nhà mình ăn thử ha cả nhà, để mình review ha. Cả nhà kênh Phố Xác Sài Gòn trở lại ha. Thuận đã mua một phần
bánh cuốn về và Thuận đã đổ ra đĩa để mà cùng ăn ha. Đó, mời cả nhà cùng thưởng thức ha. Cả nhà thấy không, những cái phần này, chả chiên ha, chả lụa ha. Đó, miếng rất bự và rất là dày luôn. Có một miếng nem nữa cả nhà. Đó, rau ha, hành ha, với lại bánh cuốn này cả nhà. Ồ, đó cả nhà thấy không, dĩa bánh cuốn xuất sắc không, 32k ha. Đây là một đĩa trung bình của bên cô ha. Nếu mà cứ vào kêu một đĩa thập cẩm bình thường thì cô sẽ lấy đầy đủ như vậy. Đó, có chén mắm. Rồi mời cả nhà ha. Nhiều lắm nha. Thấy một hộp nhỏ nhỏ mà đổ ra đĩa được đầy luôn ạ. Ăn trộn với cái rau thơm rất là ngon luôn. Giờ mình ăn riêng để mình cảm nhận cái vị ha. Cái nhân á, nó cảm giác được cái vị ngọt xuất sắc của những cái phần, ví dụ như là của đậu này ha, với lại hành tây này ha. Trời ơi, thơm và ngọt lắm cả nhà. Mắm của cô cũng tuyệt vời luôn. Các cái nhân nó có cái độ dai nhẹ nhất định ha. Hay lắm. Nhai nó cảm giác nó sần sật hay ghê. Ăn với giá với đồ nữa này nó quá tuyệt vời. Rất là chất lượng rồi nha. Ngọt đậm đà, nó thấm từ từ vô ha. Kiểu cái hậu ngọt rất là lâu luôn. Cả chiên ha. Sáng ăn một cái này là quá tuyệt vời. Nghe mà cả nhà. Cảm giác cái vị chua này, vị ngọt này, nó lại nó hơi có cái độ men men nhẹ, nó thấm, nó nồng khắp cái vùng khoang miệng của mình luôn, hay ngon, vừa ăn ha.
độ chua vừa phải, độ ngọt ok. Chả lụa là thấy mịn nữa ha. Nó có cái độ ngọt rất là kiểu thanh thanh, dịu dịu, hay lắm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip tiếp theo của kênh Phố Xá Sài Gòn ha. Hẹn gặp lại cả nhà ở clip tiếp theo.